Dụng cụ đi câu của mình hôm nay thì gồm có túi thôi, túi 3 gang nhé. Đấy, đầu ở đây mình có cái thít này, để khi mà được lươn thì các bạn thít lại, ở dưới thì các bạn khâu lại. Túi này thì các bạn, vì sao mình lại dùng các loại túi như này, bởi vì cái vải này nó sẽ giúp cho lươn đỡ bị mất cái nhờn, không bị xước cái da, để tránh được cái việc là lươn bị chết. Để các bạn để 1 tuần lươn còn sống. Đấy, đây là về phần túi đựng lươn. Đây là hộp đựng giun nhé. Hộp đựng giun thì mình lấy một cái lọ thuốc có nắp, nắp thì mình đã khuyên cái lỗ để cho nó có không khí để lươn sống được. Ok. Túi này thì đựng mấy cái đồ này thôi. Đây là lưỡi câu lươn. Đây là cái lưỡi câu lươn mà mình sử dụng để đi câu hôm nay. Chiếc lưỡi này thì nó có vòng khuyên, nó rất nhỏ. Vì mình nghĩ là nếu mà hôm nay đi thì chắc là chỉ có lưỡi câu được là lươn bé thôi. Thì cái khuyên bé này giúp các bạn có thể là đánh lừa được con lươn. Nó đỡ bị nghi ngờ về cái mồi. Thì khi nếu mà các bạn sử dụng cái khuyên to ấy, thì cái phần nhô ra của cái lưỡi sẽ làm cho con lươn nó nghi ngờ. Và cái thứ hai đó là cái khuyên nó to thì khi mà các bạn luồn vào cái lỗ ấy thì nó rất rất dễ bị vướng, không đi được sâu vào. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi bắt giun nhé, đi đào giun để câu nhé. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ đi bắt giun nhé. Cái trước các bạn đang xem đấy là cái khu vực mà mình định là đào giun. Thì khu vực này trước kia là mình có bắt một vài con giun to, mình bỏ vào đây để mà mình cho nó đẻ. Thì mỗi khi mà mình muốn đi câu là mình chỉ việc ra đây mình đào thôi, thì nó nhanh hơn, không phải đi từng vùng để mà đào nữa. Đấy, các bạn nhìn thấy có một vài con giun con đấy, nó mới đẻ đấy. Giun này thì chắc được 1 tuần thôi. Mình dự định sẽ bắt một số con giun hổ để cho nó. Đấy đấy đấy, các bạn nhìn thấy chưa, được 1 con rồi. Con này thì chắc được 2 tuần tuổi thôi. Các bạn nhìn thấy cái màu sắc của nó rất là đẹp. Cái thứ hai là nó rất khỏe. Cái giun hổ này thì khi mà các bạn đi câu thì lươn rất dễ đớp mồi, bởi vì cái thịt và cái màu của nó phát nó khi mà cho xuống dưới nước thì nó dễ nhìn hơn đấy, làm cho con lươn nó rất dễ cắn mồi. Ừ. Các loại giun thường thì màu nó không được đậm màu như thế này, và cái mùi mùi tanh của nó cũng không được bằng cái loại này đấy. Thôi, mình sẽ đi bắt một vài con nữa để cho nó ấy nhé.